Trời ơi. Từ mua thuốc phin mới chơi với thuốc này uống không dưỡng. Bác đa quá là lòn luôn mà. Trời ơi. Tương tin cho mày. Ta nè, ta chịu không lỡ đa mà lo lòn luôn. Sốt, sốt rồi cái bác đào cũng đa. Ghê đó hả? Ngày liên đa xúc ở ngày luôn hả chị? Đa mấy giấc đa cái đồ uống dưỡng đa mà bữa qua trừ là uống dưỡng đa liên tục mà. Hôm qua uống hơi viên rồi xuống uống viên trời uống viên nữa mà uống đa mà uống cái lo lồn luôn cái đa cái sức rồi ơi đi lộn đen đây uống mồ hôi luôn. Trời ơi đang đi kiếm cái lá giò lá chi đó nhổ cho nó nè. Ở đang ở Quế luôn em đang ở Quế mà. Con ở Quế à? Dạ. À. Trời ơi. Dạ xin kính chào tất cả cô chú anh chị. 2-3 ngày nay thì Hải cũng không cập nhật về tình hình sức khỏe của bé Hạnh. Rất là nhiều cô chú anh chị quan tâm và gọi điện thoại hỏi thăm và nhắn tin cho Hải ha. Thì trong cái video này Hải cũng muốn cập nhật một chút tình hình sức khỏe của bé Hạnh để cho cô chú anh chị cùng theo dõi nha. Mấy ngày hôm nay thì bé Hạnh đau rất là nặng quý vị ơi. Ngày hôm qua quý vị chiều hôm qua thì bé Hạnh đau rất là nặng luôn. Và mấy nay thì bé Hạnh uống thuốc giảm đau mà cũng không hết luôn quý vị. Chiều hôm qua là đau rất là nặng, lên cơn rất là nặng luôn. Thì chị Hai mới nhờ Hải là chở anh Thái với lại hai đứa con về quê. Chứ còn không biết rằng là bé Hạnh nó cua nổi không cả nhà. Hôm qua thì Hải cũng đi thiền nguyện với lại cô Sáu ở Mỹ ha. Về đến thăm các cái mảnh đời bác Hạnh và chia sẻ gửi quà cho các cái hoàn cảnh ở trên miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế. Cũng giúp với lại quản trị quý vị. Thì trong cái lúc chị Hai mà gọi cho Hải thì Hải ở quá xa. Thì không có về được. Thì anh Thái là cũng chuẩn bị lo cho con quý vị sắp xếp là chuẩn bị về đó cả nhà. Trong lúc đó thì chị Hai bác Hạnh thì cũng nhờ y tá trên bệnh viện huyện ở trên Nông Sơn á cũng chích thuốc cho bác Hạnh quý vị. Hôm nay là bác Hạnh nó cũng đỡ đau quý vị. Thì đến sáng hôm nay á thì Hải cũng nghe tin á là bác Hạnh cũng đỡ đau. Hải nghĩ là chắc cũng là do cái thuốc giảm đau quý vị. Hiện tại đó cả nhà có rất là nhiều trang Facebook và TikTok nó lái cái video của Hải quý vị nó đăng tùm lum hết trơn. Thì Hải cũng biết rằng là có cô chú anh chị nào mà bị họ lợi dụng kêu gọi từ thiện hay này không quý vị. Vì Hải cũng muốn chia sẻ trong cái video này, Hải cũng muốn nhắc đến cô chú anh chị ha. Hạnh đã ngưng nhận tiền từ ngày 14 tháng 3 nha. Thì bây giờ có rất là nhiều kênh TikTok này, kênh Facebook này. Họ lấy những cái video mà của Hải đăng lên đó ha. Rồi họ đăng rồi họ Hải không biết họ có kêu gọi hay là như thế nào nữa cả nhà. Nhưng mà họ lạm dụng những hình ảnh đó rất là nhiều. Nên thì Hải cũng muốn chia sẻ lại cho cô chú anh chị nha. Mình nên cảnh giác. Rồi cũng có rất là nhiều người là lợi dụng là bán thuốc này kia đó cả nhà. Có thì trong cái video sau Hải sẽ làm những cái tình huống ha. Mà họ móc nối với nhau để mà họ lừa đảo quý vị, họ bán thuốc á, họ câu kết với nhau đó quý vị, họ nói người nhà uống hết này kia đó, họ giới thiệu đó ha. Rồi cái họ chỉ người này, họ móc nối người kia bán thuốc. Hôm trước đây cả nhà, lúc mà bé Hạnh còn ở bệnh viện, Hải cũng sắp là bị luôn á. Họ nói là ở ngoài Thái Nguyên á, có một cái bà cô đó, bà chữa bệnh ung thư rất là hay, bà nói là hết 100%. Mà thuốc 5 tháng cả nhà. Mà đến 170 triệu. Bà nói chồng của chị đó uống 1 năm tháng 170 triệu. Bà nói là quá rẻ. Nhưng mà khi Hải hỏi cái địa chỉ của chị đó ở Thái Nguyên là ở chỗ nào thì chị đó không có chỉ. Nhưng mà chị đó chuyển qua một cái người khác ha. Rồi trên cái Facebook của Hải và YouTube á, có rất nhiều người là hỏi ung thư trị cái này kia sao. Chị vô chị bình luận rồi chị dẫn dắt những cái người đó. Thì Hải cũng mong rằng là cô chú anh chị mình phải tỉnh táo nha, chứ bây giờ nó lừa đảo quá. Hãy cũng thật sự cũng muốn chia sẻ cho cô chú anh chị mình đó là mình hãy tỉnh táo. Thuốc mua này kia đó quý vị, thuốc gì đâu mà 5 tháng uống mà 170 triệu, mà cam kết uống hết 100% mà hãy không biết, ví dụ như hết thì cũng tốt đó. Nhưng mà khi mà họ lừa đảo họ uống không hết, ví dụ như lỡ có chuyện chi thì họ cũng mấy người đó thì họ đổ thừa lý do này lý do kia quý vị. Khi mà mình trong gia đình mình có người thân bị đau ốm bệnh tật như vậy thì mình rất là lo lắng, rất là đôi lúc mất cả lý trí cả nhà. Họ lừa hôm rồi đó Hải sắp đặt vé máy bay, Hải đi bay ra Hà Nội để Hải lên Thái Nguyên đó. Nhưng mà cuối cùng họ nói thúc như vậy đó, rồi nói chung là họ móc nói, họ nói không có trùng khớp này kia đó cả nhà. Rồi mình cũng cảnh giác chứ còn không nữa, chắc vừa rồi chắc cũng dính cái vụ đó rồi.
rồi nhiều người lắm, nhiều người nói là mua thuốc này thuốc kia, họ chuyển khoản hết 100%, họ đưa ra những cái này cái kia đó, nhưng mà thật sự họ dàn dựng, họ câu kết với nhau cả nhà. Nên là hãy cũng mong rằng là cô chú anh chị mình hãy, nhà mà có ai bị bệnh ha, mình phải cảnh giác, mình phải tỉnh táo trước những cái trường hợp như vậy ha. Hãy cũng muốn chia sẻ một chút đó cô chú anh chị theo dõi. Còn hãy cũng để lại một cái đoạn video ha. Hôm qua thì chị hai của bé Hạnh có gọi cho Hải, thì Hải cũng để lại để mọi người biết là bé Hạnh đau cũng rất là nặng cả nhà. Thì bây giờ cũng còn nước còn tát thôi chứ còn không biết sao nữa. Thì cũng uống thuốc nam thuốc này đó, mà cũng mong rằng đó là phép màu nó qua. Dạ. Rồi hãy cùng xin mời cô chú anh chị nha. Trong cái video này thì Hải cũng chia sẻ những cái hành trình mà Hải đi thiện nguyện cùng với lại cô Sáu ha, cùng ở bên Mỹ về giúp đỡ cho bà con ở miền Trung. Dạ xin mời cô chú anh chị cùng theo dõi nha. Trời ơi. Từ mua bức phim với chơi với thuốc này uống không dỗm bác đau quá lòn luôn mà Trời ơi. Tương tin đó mày. nè, sao chịu không lỡ đa mà lòn luôn. Sốc, sốc rồi cái bác đau cũng đa. Ghê đó hả? Ngày đến đa súc cả ngày luôn hả chị? Đa mấy giấc đa cái rồi uống dỗm đa mà bữa qua trời là uống dỗm đa liên tục mà. Hôm qua uống hơi viên rồi gió uống viên trời uống viên nữa mà uống đa mừng cái lo lồn luôn cái đa cái sức rồi ơi đi lộn đen đây trời ơi đang đi kiếm cái lá giò lá chi đó nhổ cho nó này ở đang ở Quế luôn em đang ở Quế mà con ở Quế dạ à. Cứu em với trời ơi thương kinh đó trời ơi cái cúi bái của cô bái mít thì nguồn đen thì không biết luôn trời đây ơi này. Trời ơi sao mà nó đau dữ vậy trời đa mà hai trừ thôi hai thì còn đỡ hai muốn dụng đa vô đỡ cái bên nào còn sốt cũng đã đỡ rồi trừ cái trời bước đau cũng đa lợi trừ nó lên cơn sốt đỏ rồi là nó đau là nó bị nhức cái chỗ đứt nhức buồng lưng hay là nó bị cái chỗ mà rụt lò đó nó gì nó không có bị nụt lùa mà bị lưng mới nãy giờ cũng bị ngay chỗ cục u nó đa cục u nó quá nó đa chỗ cục u quá hả đa chữ cái đa cục u nó đa quá đi trời ơi có khi muốn à cái cục u mà bên thẳng đó hả đó cục u mà u mà chưa két đó nè cái cục u chưa cắt ủa trời em đâu ở Quế à tưởng mua nhòa chứ trời em đâu ở Quế em bức ló ra cho mấy hành này ló xúc giò với ngàn quân mấy người họ không có gửi tới nhưng mà ngày này tới đó nhưng mà trừ em cũng đang bức cho nó đây nè ống ống thuốc dụng đa đầu mà thuốc dụng đau mà không hết được em ở Quế mà chắc em về nhà chắc cũng phải giờ chục lâu cũng giờ giờ bây giờ cái nam để trừ còn thế biểu không thế chở chở công vô thôi là hấu thằng đó ăn nuôi rứa đó mà chị ra không điện thoại đâu mấy đứa đi đây không sợ quá mà muốn thấu chị điện cũng có điện đâu đứa đi đây không sợ quá về đỡ mấy đứa vô chứ còn nhưng mà để mình xe đi cụ đây mà hơi thì cũng sợ quá bé dạ đây núi thì núi chứ cái chị cũng từ từ bé không có chi đâu em cứ chị cứ từ từ đi muốn núi thôi từ từ nào quá không đáng đấy là có thiệt ba thì cũng đang cân cái mức đòn với lại mắng đa mấy cái cục u nó nhiều nữa anh đang cục u đúng không đây từ từ ra từ từ đây xin mà tội cân đây rồi đau quá tốt mồ hôi luôn mà chịu không nổi luôn cả dụng luôn lên đi thương thì cái chết rồi trời đa biết bụng á ta lưng nó đa tới bụng nước đùi đa từ tâm mấy tay nó tụi em giỏi dữ luôn em miếng cho nó trở đi cho nó trở rồi được rồi để có gì em tranh thủ em về rồi em chở mấy đứa không muốn đi đi từ từ về chở mấy đứa vô để tao để năng yên tôn mưa dạ rồi dạ rồi dạ rồi trời đông mưa nữa sợ mấy đứa đi mưa mưa dạ dạ em ở Quế mà em ở phía trên thành phố Quế xa lắm đi với lại vào đi nhà đi đâu mà cứ thao ngày dạ rồi nó cố gắng niệm Phật với lại cứ bình tĩnh đi nha chứ còn mình lo mình nớ quá thì cũng không giải quyết được cái gì mà không dạ. Thôi tét đi ấy vậy được dạ xin chào cô chú anh chị hôm nay thì
hãy đồng hành cùng với lại cô Sáu ha. Cô Sáu cũng vừa mới ở Mỹ về Việt Nam, muốn đến thăm các vùng cảnh ở miền Trung cả nhà. Cô cũng ở Quế cô Sáu ha. Dạ. Cô là mình cũng ở Quế đúng không? Dạ. Ở Quế hôm nay thì cũng đang đi Quế cả nhà. Cô cũng đi phát quà rồi có bắt bắt tài đây ha. Giàu ha. Dạ. Bắt giàu chở hai cô Sáu đi cả nhà ơi. Đến thăm các vùng cảnh và phát quà ở bà con ở khó khăn ha. Dạ. Thì mấy hôm nay thì Hạnh cũng đau quá cả nhà, lúc khỏe lúc mệt chứ đó ha. Mình cũng đồng hành cùng với Hạnh nên là cô không có đi đâu xa được. Hôm nay cô cũng về đây để đi phát quà thì hãy cũng dành thời gian một ngày đi với giàu với lại cô ha. Dạ. Đây cô Sáu. Cô Sáu năm nay cũng 32 tuổi rồi cả nhà, mà đi dữ lắm cả nhà ơi. Dạ. Cô đi về đây được mấy ngày cô? Về 5 ngày. Về có 5 ngày thôi cô hả? Về có 5 ngày mà cô cũng nhớ đến bà con khó khăn để mà đi chia sẻ đó cả nhà. Về giờ cuối cùng là cô đi thiện nguyện chứ còn cũng không có đi chơi đâu được cô ha. Giờ đi chơi thì ngại quá, đang không chơi. Đi chơi chắc không đi đâu được. Dạ. Chào tình hình sao gần đây công việc sao em? Mấy em à? Dạ. Bữa nay cũng chưa có đến mùa du lịch phải không? Dạ, mùa hè nghe. Mùa hè. Từ xin nghỉ học nghe có khách. Rồi chú anh chị ơi, đến mùa du lịch thì về alo cho giàu nha. Dạ. Để giàu phục vụ tài xế 5 sao đúng không? Dạ. Bây giờ thì đang trên đường đi cả nhà ơi, đang đi ra Huế ha. Dạ rồi, bây giờ mời cô chú anh chị cùng theo dõi nha. Dạ, cả nhà có biết nhà của ai đây không ạ? Đây, vô nhà của mình mà sao thấy của mình đi đâu rồi? Ôi, lấy gì sâu cầu cửa lại kìa. Trời ơi, sâu cầu cửa kiểu yêu này thì giàu ơi, cầu kiểu này thì sao mở vào hey. Không biết cầu bỏ nhà đi đâu cứ mà cái này mình thấy dây sâu cầu đây lớn chỉ cầu cửa đồ ghê đi ra đã có quà lớn rồi, có quà lớn nè, lớn chỉ cầu cửa đi đố mày mở ra được luôn á. Hey. Ủa có lớn ở nhà hả? Có lớn vậy, mở cửa đi lớn rồi, mở cửa anh vào đó nè. Ủa? Cột cái này không phải mấy chục lần rồi phải không? Ủa chắc ô mình đi hả? Ô mình đi, ô mình đi, ô mình đi. Mà đâu cột kinh đi. Khiếp gì? Cả nhà thấy không? Đó. Cái này mà lấy cái kéo cắt là thời thì xong rồi. Cột cửa hả? Dạ cột cửa của Sáu ơi. Ô mình đi với cột cửa sợ lớn như lên mùa. Cột sợ lớn như lên ngồi. Đi mà cột cửa nó cũng dây nè. Trong nữa mà. Đấy, khối trong nữa. Lớn rồi, mở cửa đi lớn. Giờ mở cửa đi rồi nè. Rồi mở đi lớn rồi. Cô lớn. Trời ơi. Vừa mới gì thay gố luôn á. Ôi trời, đứng dậy coi thử. Sao mặc cái đồ gì kỳ vậy? Đứng dậy, đứng dậy. Trời ơi, hồi lắm cô được tới. Đứng, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Đứng dậy đi lớn. Đứng dậy, đứng dậy. Ủa cho mặc cái đồ quả vậy? Đồ body luôn. Đồ nha. Ra ngồi, ra ngồi đi, có hậu quá vô nổi. Ngoài đâu? Ngoài đâu? Trời ơi. Đấy, ra đây, ra đây, đây. Trời ơi. Đi sớm chưa? Ra lên ghế ngồi, lên ghế ngồi này. Kéo ghế ra. Lên sáng chưa? Sao khỏe không? À, ăn cái gì dính miệng đây? À, hả? Ăn cái gì chưa? Trời ơi! Thấy chưa? Nó mặc đồ, thấy chưa? Nó mặc đồ con gái nè. Dạ. Yeah. Quân con gái nè. Trời ơi, mà cái cổ bị cái gì kỳ vậy ta?
Ê, bữa nay có đi xin đồ gì nữa không? Có đem rác về nhà nữa không? Ủa, anh nha, mẹ anh nha. Ở nhà hả? À. Đừng có lấy đồ con ơi, coi tại cái đồ gì mà ngõ tại đem về tại. Trời ơi, cả thùng như thế nào. Giờ đi chơi với anh Hải không? Hả? Đi chơi. Đi chơi đi. Đi phát cua không? Đi phát cua không? Đi chùa. Lên chùa, lên cái chùa trước đó nhá không? Đi chùa. Lên cái chùa hồi trước á đi không? Đi chùa phát cua. Đi không? Đấy. Đi đến chùa Pháp Hòa, vô rửa tay rửa chân đi xong rồi đi với anh Hải, xong chiều anh Hải trở về hỉ. Được không? Lấy. Dạ dạ. Ôi giời, đợi mẹ nãy giờ lâu quá rồi. Thôi vào ơi, em đem đi vô cho nó đi vào. Dạ. Đem quà vào cho vợ dạ, chứ còn giờ đợi mẹ hắn về mới đi chứ không là mẹ nó mà không thấy nó ở nhà là bà la làng la xóm nó cũng đuối lắm. Đó, mặc đồ như vậy đó. Thôi lớn này. Thôi bây giờ anh Hải đi chứ còn ví dụ như không có mẹ nhà đó ha. Tí nữa mẹ về không có thấy lớn là mẹ la nghe chưa? Mẹ la đi không? À. Mẹ còn gọi đồ nó đục ăn la chứ. Ờ, thôi lớn ở nhà hỉ. Đục đục có ăn la đi không? Ờ. Đem đi đổ đi chứ để ăn lại đồ đi ăn. À. Phát ở trên chùa là. Phát ở trên chùa á. Chùa xưa lớn đi lần rồi nhớ không? Chùa ở phía trên có sư cô đó. Đi đi. Hả? Đi đi hả? Đi nhưng mà từ từ. Cô kia. Hả? Cô kia. Cột cửa hả? Ừ. Cửa nào? Cô. Nhưng mà thay đồ. Đó thì. Đó thì lớn 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 thay đồ cho đường hồn lại đi. Đường hồn mới đi được. Ừ. Trời ơi, quần áo giờ hướng đẹp trai thế này đó mà vậy đó mà mặc cái bộ đồ con gái vô nhìn không ra gì trơn. À, lên xe hỉ. Rồi lấn ngồi phía trước đi, cho ngồi phía trước vào đi. Quên kia ngồi. Cho đi ra cho đầu óc nó thoải mái chút nha. Rồi vô đi. Đây. Đấy. Đẹp được rồi, con ngồi trước đi. Rồi xịt vô. Rồi xịt vô. Xịt vô với trong kia luôn. Rồi xịt vô. Rồi. Uống vừa thôi. Trời uống dữ à. Hả? Xả lắm. Lớn biết nhà chị đó không lớn? Uống biệt ơi, trời xả lắm. Xả lắm à? Gần nhà lớn mà. Gần nhà là mình yêu ở xả. À đi xả. Xả lắm. À bữa nay ở xa lắm à. Lớn hay ra thăm chị ra không? Không. Không biết nhà hả? Vừa đi ở nhà xa. Không biết. Mấy bữa đi lớn có đi lấy đồ về nhà nữa không lớn? Không, ở nhà. Mấy bữa đi nhà. Ở nhà. Ở nhà hả? Vài bữa đi lại đúng không? Mấy bữa đi ở nhà. Đừng có đi lấy đồ nữa nghe chưa? Đừng có đem về nhà tùm lum nữa nghe chưa? Đi mà đi lấy đồ nữa anh Hải đưa đi bệnh viện luôn, ở trong đó luôn rồi nè. Nghe. Mẹ vừa đi ở nhà tắm rửa cơm nước, nấu cơm ăn. À, rửa cơm nước hả? Kiếm việc gì làm chứ hỉ? Giờ giống như là kiếm việc làm cho cô lớn như đi làm hồ á vậy không? Dạ. Cũng không có nữa đó đúng không? Giờ người mà khỏe mạnh ở quê đó mà không có ai tiễn nữa. Thất nghiệp quá trời không biết giờ lớn làm gì đấy. Giờ lớn đi hẹo rồi. Ví dụ ai kiếm được việc làm gì? Mình cũng không thể nào mình cũng tâm xúc được. Dạ. Cô lớn này á hả? Yeah. Nó tới nó muốn làm chứ làm theo ý của hắn mới cũng được. Yeah. Cho nó tiền chiều nó về sáng nó tới. Dạ. Yeah. Thế con mình là chính xác lắm, mình đều làm hắn. Làm cũng tiền cũng được. Cái tâm tư á. Dạ. Đây. Tới rồi. Ồ trời nhớ hơn mình đúng không ơi. Thấy. Nhớ. Đây để em được vậy. Mày để nhìn đây thì nó gì. Không chụp trong đó chắc vô không được cái gì. Nhưng mà vô được hả? Vô được luôn kìa. Nhà chị Rơm đây cả nhà ơi. Cô Sáu thì hồi xưa cũng chia sẻ giúp cho hoàn cảnh của chị Rơm rất là nhiều cả nhà. Hôm nay cô cũng muốn đến thăm chị Rơm mà không biết rằng là chị Rơm sợ giờ chị Rơm đi làm rồi. Gọi chị Rơm không được luôn. Chị Rơm ơi. Ôi, cho thấy chó kìa. Hả?
Ờ chỉ khi nào về ta? 11, ồ 12 giờ hả? Ồ 12 giờ thì nó ồ chắc không có duyên gặp chị Râm rồi. Ờ đây chị Râm đi chợ về đây cả nhà ơi. Hello chị Râm. Ơi ờ, đi chợ về đây hả? Dạ dạ em. Có còn cá về không? Dạ có cá thâu ạ. Ờ vậy hả? Nào coi bán cá luôn hả? Ờ, nhà chị Râm hôm nay nhìn giống như nhà đại gia cả nhà. Bán cá gì chị Râm? Ồ vậy đó hả? À. Đi bán mấy giờ chị Râm? Đi bán mấy giờ mà giờ về đây? Dạ 4 giờ đi. 4 giờ sáng hả? Dạ mà nếu đi hết tới hơi tập đi đến 3 giờ tụi mới về lại tới giờ. À. Dạ chứ nó đặt. Dạ. Tụi có 1 ngàn đô. Dạ. À. 1 ngàn đô thì. Dạ. 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 Tụi mình có sức lòng hả? Dạ. Hả? Con lâu mắt rồi. Bác kêu bác cho mấy thứ đẩy 1 ngàn. Dạ dạ. À được rồi. Cô Sáu đó. Ừ, thôi đó Phong gửi cho Phong xuống giúp chị đó. Cái tay cô ở lúc riêng á, quê cô ở lúc riêng á. Cho bác sĩ nữa à. Khi là dạ 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 ơi đem cái cùa vô cho chị Râm với nhau ơi. Dạ. Dạ. Cô nói đi vô thăm chị Râm đây. Dạ. 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 Hồi xưa là ngồi trong cái nhà mà không có nóc không có máy gì luôn á. Dạ. Ủa ở đây ổn. Dạ. Lần đợt nữa cô gửi về hạt điều, vì thêm mua gạo, vì mua trắng mền, vì mua chúng là đây đuổi luôn. À. Chặt một đô, à thực chặt đấy chỉ có hết luôn, có không vậy? Dạ. À. Dạ, dạ đúng rồi. Nào. Nghe chào chị Râm. Dạ, dạ, đã em. Giờ chị Râm nghe nói khá giả lắm đúng không? Dạ. Giờ về giúp lại cho cô nghe. Dạ. Tôi cảm ơn cô. Dạ. Đây chị Râm có cô cũng hôm nay cũng tặng quà thêm cho chị Râm đây nè. Dạ. À, nhưng mà dạ, có cảm ơn cô và cảm ơn anh Hải. Ừ, dạ. Anh Phong chứ. Anh Hải, dạ. 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 Con cảm ơn cô thế đi chứ. Tôi dạ. 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 Ở đây cả nhà ơi cũng có một cái hoàn cảnh của cụ bà rất là đáng thương ha. Bây giờ bà sống một mình mà mắt bà thì cũng bị mù ở cả nhà không thấy rõ. À, em cũng giới thiệu cho cô Sáu tới thăm chút ha. Khỏe không? Đối diện nhà chị Râm. Có khỏe không? Dạ có khỏe. Dạ. Dạ ba năm nay bao nhiêu tuổi rồi ba ơi? Dạ rồi là 76. Trời 76 hả? Dạ. 76 là bà nhỏ, bà lớn hơn cô 4 tuổi. 4 tuổi. À. Dạ được rồi ông ạ. Đây cô Sáu cũng gửi cho bà phần cua nha. Dạ. 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 Ngồi đây được không? Yeah. Ngồi đây chỉ cho bà. Có tặng cho. Dạ, dạ cảm ơn cô. Dạ. Rồi chúc bà mạnh khỏe nghe. Dạ. 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 Chúc cô mạnh khỏe về bà hả cầu. Dạ. Dạ dạ. Dạ, cứ chúc bác sức khỏe dồi dào. Dạ. Dạ. Sức khỏe thôi. Dạ. Chỉ có sức khỏe. Dạ. Dạ. Dạ, con chắc cho mày. Dạ. Dạ, con chắc đi. Dạ. Dạ. Không nghe. Chắc mà nấu cơm nấu đôi chân chạy đi. Chắc là sao? Chắc là sao? Nấu cơm có bà con đôi chân chạy đi. Ở một mình, có ở. Ở một mình là ở chắc đó hả? Dạ dạ. Dạ dạ. Chắc là ở một mình. Dạ. 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 Cô Sáu người ở Quế, cô Sáu biết chứ còn con không biết luôn. Chạy đi. Dạ. 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 Rồi đi qua chị Râm rồi, mình đi lên kia.
cô Sáu cũng phát nhiều quà trên kia nữa. Dạ. Rồi con đi bà ơi. Dạ. Dạ. Đi lên. Lên ơi. Dạ, dạ bà. Thôi em lấy gì đó nghe. Dạ. Rồi, thăm bà con chút. Dạ dạ. Dạ. Dạ rồi, xin chào hết ra. Dạ dạ. Đó thấy mấy thấy bỏ thêm mới làm cái gì cô còn. Để mấy xe thôi. Dạ. Dạ. Lớn à, đi chơi vui không? Vui. Hả? Vui. Quá vui gì? À. Giờ sợ về mẹ la không? Mua mớ về sợ chứ. À chiều về sớm ha. Chiều về. À đi lên chỗ chùa phát quà đúng không? Quà. Chiều về gặp mẹ rồi. À chiều gặp mẹ. Gặp mẹ có quà là có bất quà. À coi có quà lại có quà đúng không? Rồi có quà nó ra rồi. À thấy mất lắm. Hay mắc lắm à. Nhà lớn ai dám vô chuyện lại mắc. Mắc như ai nghe này. Nhà lớn chị đường nghe. Đường này đúng không? Đường này nè. À chị đường chứ biết ở đây biết đường ở trơn cả nhà. Đây chắc cũng lát đường ở trơn à. Sao vậy? Ê, từ từ đi xuống nha. Gọi gì Sáu? Ở quận ngang, ở dưới quận ngang lên để phát quà cho bà con trên vùng miền núi. Và gọi chú Hải, đoàn chú Hải miền Trung hãy đi làm từ thiện ở Đà Nẵng ra. Thì hôm nay là có chú quà tuy nhỏ nhưng mà gọi Di Sáu đã gọi gòn cái tình thương để nhiều người của chúng ta. Thì bà con của mình nhận món quà này về chia sẻ cho quý vị. Thì quý vị đỡ lòng trong cái thời gian mà nó lòng một chút xíu để quý vị cố gắng hơn và làm nhiều việc thiện hơn để hồi hướng công đức cho Di Sáu. Dạ con cũng xin kính thưa sư cũng như là tất cả quý bà con hôm nay. Hôm nay thì con cũng đi có lại cô Sáu để đến đây thăm bà con ở một cái vùng núi ha. Đây là vùng núi. Dạ. Đây là Tình Thất Thanh Minh, xã Bình Thanh. Thị xã Hương Trà, dạ, từ Quế ha, dạ, thì xin chúc cho tất cả ông bà hôm nay thì cũng ngay dịp đầu năm chúc cho ông bà luôn mạnh khỏe, bình an, dạ, con chúc cho sư luôn mạnh khỏe, dạ, giúp cho bà con, dạ, con vẫn có gì, dạ, xuống công thiệp, có đúng không, về đây. À mẹ đấy có đi cố này. Đây đây đi mẹ xong đi với mẹ đi. Nguyễn Ngọc Lâm hôn con hiệp. Nguyễn Ngọc Lâm đúng. Đừng bên chào, cô đưa nó đỡ đừng bên chào anh mình. Nguyễn Công Chánh hôn con hiệp. Thôi Hiền ở kia em gửi gì. Đó còn sáng đi con luôn chứ trong lúc đang phát ở nhà đây. Trong lúc đang phát quà thì ông ra đây bứt cái dây gì đây. Ê, lấy cái gì trong tay này. Ê không được gắn vô lại, cột vô lại hết, không được lấy, không được lấy nghe chưa, rồi bỏ lại cột lại hết cho tôi. Trời ơi theo khổ giọng thiệt luôn á, cột lại hết nghe chưa, không được lấy cái nào hết chứ. Trong lúc đang Nguyễn Thị Quang hôn hòa hợp. Nguyễn Thị Quang hôn hòa hợp. Dạ. Chị chú lấy cho con thì việc đi. Dạ, không được. Này lớn, bưng gạo cho bà. Đây này, vô đây. Ừ. Dạ. Ngô Thị Tỷ hôn hòa hợp. Rồi mẹ, mẹ có xe không? Bà ra xe cho mẹ với lấy. Đây đây bà. Nào đây. Đây đây đây.
Kinh tử, thổ thổ tiên. Kinh tử, thổ thổ tiên. Lớn bưng ra hả, bưng đi về luôn nhà. Kinh tử, thổ thổ tiên à, nhà rồng. Bưng lên xe rồi. Con đây khó có chúng ta là đúng ra. Kinh tử, thổ thổ tiên. Thấy, mấy em nè. Dễ thương nhiều, muốn thương họ. Đây cho bà này, đưa cho bà. Ba bốn lúc nào được ạ? Quyền thì con, muốn thương họ. Đây đây cho bà này. Rồi, đưa gà gạo này. Rồi gạo lớn, bưng gạo lớn. Đến thì gái, không qua dương. Rồi Hiền, bưng gạo Hiền. Gạo. Ồ, anh bán được rồi, bây giờ. Hiền thì hỏi mình. Được khó quá. Hai nhân dân. Rồi bác được không? Nhân dân thôi. Hiền nhà con đi, Hiền. Dạ. Đi đây được, mình đi qua đó hơi gì đi. Dạ, qua gặp đi. Dạ. Có anh không nữa. Dạ. Lớn, vui không lớn? Vui. Thích không? Thích bắt qua không? Rồi, bưng tiếp kìa, bưng tiếp gạo kìa. Rồi con gặp xong. Con cá lớn hả? Con cá lớn hả? À, tí nữa có. Ý. Rồi còn dư không nghe? Có, cho phần. Cho sáng cho phần rồi mà. À, không tí rồi mày có phần riêng. À. Rồi, bưng ra cho bà kìa. À. Anh ấy ba đi bộ mà ba bạc cái nào đi qua quê qua trong xã này không được, không biết cái đi ra biết đường đi không, cướp đi hôm nay đi vui không lớn? Vui hả? À? Mai mốt đi nữa không? Mai mốt đi nữa. À ơi, cả nhà ơi, cả nhà đã nhận ra đây không ạ? Đi bị say sóng, say sóng mà làm thế này là say thuốc chữa luôn. Say sóng đó, nhưng mà uống nước mía này. À. Rồi, còn trưa ông ăn cái món gì mà ăn dính cái món gì mà đỏ đỏ á? À, không biết ăn cái món gì đỏ đỏ này nói ra cái là rồi chảy máu rồi. Nói ra cái gì đỏ đỏ, nói máu. Giờ mình ăn món gì trưa là quay rồi. Chị giàu rồi đó. Chị giàu thì ở có chảy máu luôn à, ói chảy máu à. Có không? Phải không? Phải không lớn? Phải cái gì vậy? Dạ thì hôm nay Hải cũng muốn chia sẻ đến cô chú anh chị một cái phương pháp mình chống ói ha. Mình lấy cái bao mình đùm lại vậy đó, đùm lại đúng không? À, rất là hay ói luôn Hải. Bạn nó hay ói hả? Bạn không, cũng có lý nghe. Nó làm rất là không biết. Không nhìn cái ngoài đường á, chống mặt á dọc. Là dễ lắm đó chứ. Không thấy cái gì luôn á, làm á đâu. À, nhưng mà... Để thử, để coi. Dạ. Xí dầu quá nữa hả? À, nghĩa là mình đang giống như mình đang ngủ đúng không? Là không thấy gì luôn đây. Đây là một cái phương pháp chống ói mà mình thấy được. Đấy là rất hiệu quả, chia sẻ cho cô chú anh chị nha. Ốc dùng ơi. Chưa tới chùa. Tí rồi mới tới chùa. Đừng sắp đi phát bùa quá nè. Hồi nãy cũng gì mình cũng mới gọi xong luôn đây cả nhà.
thì mình đi kiếm điện thoại gọi cho Hải luôn, nó ghê chứ. Cầm hả? Chết được. Đây là các chuyện gạo cả nhà ơi, cô Sáu đến thăm. Dạ, hôm nay cô Sáu đến thăm các em khuyết tật ở chùa Long Thọ cả nhà ơi. Đây là ngôi chùa mà Hải cũng thường hay đến đây để thăm các cháu đây. Ôi trời, anh Hiền vừa vô thấy các anh chị ở dạ được hớt tóc tình nguyện ha. Trời ơi, ông lành dữ rồi trời. Cô đã hớt tóc luôn hả? Anh cũng tranh thủ quá ha. À, rồi. Dạ, quá dữ luôn ha. Ồ, thế thôi ai bưng gạo, bưng kẹo bánh rồi vô đây trời. Vừa vô rồi nhả hớt tóc luôn. Hôm nay cũng có cô Sáu sư ạ. Cô Sáu cũng ở bên Mỹ về, cũng nói với con đưa cô đi đến thăm các cháu ở trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật ở chùa Long Thọ cô. Dạ, thì đây cô Sáu đây, cô Sáu ơi. À, đây ở trong họ đang các bạn đang học ở đây, cho cô Sáu lên sóng nha. À, cô Sáu đi về là cô Sáu nghĩ tới ngay các cháu ở chùa của mình đó sư ạ. Dạ. Rồi hôm nay thì có kẹo bánh sữa và của cô Sáu cũng chia sẻ cho các cháu. Còn tí nữa có chút quà nữa để cho sư lo thêm. Đồng hành cùng sư cô. Dạ. Chăm lo các cháu. Chị Hải thân tâm từ An Lạc. Dạ. 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 Cô ơi, con cho hỏi là đến nay thì trung tâm mình là dạ dạ cô. Dạ cho con hỏi là trung tâm mình đến nay thì có bao nhiêu em ở đây vậy cô? À, hiện tại là 105 em. Dạ 105 em. À. Và mỗi tháng là đi học là thứ bảy chủ nhật có đi học không cô? À, thứ bảy chủ nhật là nghỉ, chỉ còn em nội trú là ở lại thôi. Dạ. Còn cả em bạn thế nghỉ. Dạ ở lại ha. Ôi, hôm nay đông hơn, hình như đông hơn được trước cô ha. Dạ đông hơn. Dạ dạ. Ngày càng đông hơn. Ngày càng đông ha. Dạ. Ở đây cô cũng tự thân vận động đó cô ha. Để lo cho các cháu đó. Vì mình Hà Nha ấm chống tay để lo cho vị sư cô đâu làm gì được đó. Dạ dạ. Okay. Rồi. Lớn là rất là thích đi phát quà như vậy cả nhà ơi. Dạ dạ. Để bắn đây có ai nó bỏ hết tóc thì có cơ mà đi cô cho giúp. Dạ, dạ. 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 Dạ dạ. Khi nào về Việt Nam thì lại thăm cả con. Dạ. Rồi tạm biệt thôi. Bye.
thiệp thôi nào. Dạ. Dạ con chào Sưng luôn nha. Dạ 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 dạ. Đây là 385 Bùi Thị Xuân cả nhà ơi, cô chú anh chị ai có tấm lòng thì đến thăm các cháu ở đây ha. Các cháu ở đây thì khuyết tật bẩm sinh, một cảnh gia đình rất là đáng thương đó. Ở đây là trung tâm hỗ trợ cho em khuyết tật vô Long Thọ nha. Rồi tạm biệt Long Giao ơi, tạm biệt cô chú. Rồi cô chú anh chị đã theo dõi video của hôm nay nha. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị ạ.